Đội U15 chúng tôi được sự đồng ý của lãnh đạo liên đoàn để cho các cháu sang Nhật Bản tập huấn được 12 ngày. Thực tế đây là những cái chuyến đi mà cực kỳ là bổ ích cho các cháu. Mặc dù là khi thi đấu sang đấy thì chúng tôi có 3 trận thi đấu giao hữu, nhưng mà với cái đối tượng nó toàn là các cháu của Kubo Miyagawa Osaka, thì là các cháu đều là 17 tuổi. Bản thân chúng ta cũng biết là cái U15 của chúng ta để so với U15 của Nhật Bản thì chúng ta cũng đã kém rồi. Thế nhưng mà lại đá với cái đối tượng nó mạnh hơn. Nhưng đấy là nhưng mà qua từng trận thứ nhất đến trận thứ ba thì là tôi thấy đánh giá các cháu rất tiến bộ. Tức là qua từng trận là các cháu đã dần rèn luyện cái bản lĩnh hơn, tức là dám chơi từ trận thứ nhất cho đến trận cuối cùng, tức là để đánh giá các cháu tôi thấy là rất là tiến bộ. Tôi luôn mong các cháu là phải tự tin hơn nữa. Sao phải tự tin? Thứ nhất là cái tự tin, cái điều thứ hai ấy, nói thì mình là ý thức hơn nữa trong sinh hoạt, trong tập luyện. Đấy. Và đương nhiên các cháu nó 15 tuổi thì mình hiểu là cái khác biệt nữa là tức là cái tính chuyên nghiệp các cháu, nói chung của cầu thủ Việt Nam mình, nói riêng là cầu thủ U15 thì cần là cái ý thức. Tôi nghĩ là cái đấy là điều rất quan trọng. Tôi nghĩ là cũng khó đấy, phải mất nhiều thời gian đấy. Thế nhưng mà mình vẫn cứ phải luôn mình cứ giám sát, mình cứ kèm cặp, mình cứ nhắc nhở, lúc thì mình động viên, lúc thì mình lại có thể là phải quát tháo. Nhưng mà chúng ta nên cần là nói chuyện là như kiểu như là đôi lúc trao đổi. Ngoài những cái gì nghiêm khắc trên sân thì chúng ta ngoài ra chúng ta cũng trao đổi nó như là những người bạn hay những đứa con của mình. Thì là các cháu nó cũng hiểu ra dần thôi. Đương nhiên là chúng tôi sẽ hướng đến sẽ phấn đấu phải đạt cái cao nhất. Anh thế thôi, đã đi phải đặt mục tiêu đầu tiên vẫn cứ phải là huy chương vàng đã. Dù là một cái giải đấu nào đó, còn đương nhiên là chúng ta sẽ phải phấn đấu hết mình. Còn đương nhiên bóng đá thì nó cũng có một cái phần nào đó trong cái đấy, có cái sự may mắn rồi nhiều yếu tố khác nữa. Và trong bảng của tôi hiện tại ấy, thì là chúng tôi là có cái trận đấu cũng như ban huấn luyện rồi chuyên gia giám đốc kỹ thuật cũng đang đánh giá là trong cái bảng của chúng ta, đặc biệt là Indo và Mã Lai. Như vừa một cái thông tin gần đây nhất ấy, thì là tôi biết U15 Mã Lai thi đấu một cái giải nhỏ ở bên Mã Lai là họ thắng cả Iran 2-0 và thắng cả đội Nam Triều Tiên. Mới cái tin buổi sáng nay thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng vừa xem xét rồi vừa để đánh giá làm sao để chúng ta cũng phát huy được cái mạnh nhất của mình và cũng tiểu đi những cái nhược mà hiện tại đội sẽ còn đang có thể xảy ra.